10.000 chúng sanh trong chúng hội này đều phát nguyện: phước mà tôi tu được, nguyện xin vãng sanh về những cõi Phật kia. Biết ước nguyện của những người này, Đức Thế Tôn lại mỉm cười, trong miệng lại phóng ra ánh sáng đủ màu sắc. Bấy giờ Ananda lại rời khỏi tòa cung kính, hỏi Phật lý do Ngài mỉm cười. Phật dạy: ông có thấy 10.000 người này không? Ananda thưa: bạch Thế Tôn, con có thấy. Phật dạy: 10.000 chúng sanh này, do nguyện lực của họ mà sau khi qua đời, được vãng sanh về cõi Phật. Từ đó về sau, không bao giờ xa lìa Phật, luôn cung kính, cúng dường, tôn trọng, ca ngợi, tu hành giáo pháp Ba La Mật Đa. Sau khi đã được viên mãn, sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.